chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh cập nhật liên tục các tin tức giải trí hoa ngữ. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất có trong ngày. Vốn xuất thân trong gia đình Trâm anh thế Việt, những ngôi sao này vào showbiz như một cuộc sợ chơi. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua dàn sao hoa ngữ xuất thân từ gia thế khủng. Thứ nhất, Lộc Hàm, lộc hàm đặc biệt gây chú ý về gia thế ngay từ những ngày đầu ra mắt được biết thì anh chàng là thiếu gia bắc kinh bố mẹ đều làm quân nhân và giữ chức vụ quan trọng Trước đây đã từng có tin đồn cho rằng bố của anh là Phó Cục trưởng Cục Khoa học Môi trường của Trung Quốc. Ngay từ khi còn đi học, anh chàng đã sở hữu xế xịn. Khi vừa mới chập trưởng bước vào làng giải trí, Lộc Hàm đã sở hữu siêu xe đắt tiền. Bạn bè của Lộc Hàm từng tiết lộ anh chàng là một người vô cùng hào phóng trong việc chi tiền. Ngoài ra căn nhà của anh còn tọa lạc tại khu đại viện ở Bắc Kinh, khu bất động sản có giá trị đắt đỏ bậc nhất tại Bắc Kinh. Thứ hai, Ngô Thư Hân cô nàng là một trong những thí sinh có sức hút nhất show thanh xuân có bạn hai cô bắt đầu nổi tiếng bởi phản ứng lố trước sự xuất hiện của lisa blackpink theo nhiều nguồn tin bố mẹ của ngô thư hân đều là doanh nhân rất thành đạt bản thân nữ diễn viên trẻ cũng là cổ đông trong nhiều công ty và còn nằm trong hội bạn thân của thiếu gia giàu nhất trung quốc vương tư thông bố của ngô thư hân sở hữu hàng loạt bất động sản trong khi đó mẹ cô sở hữu chuỗi công ty riêng còn bà cô điều hành hàng loạt nhà hàng khách sạn, Ngô Thư Hân được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh Ngô Phú Bà vì gia thế sau có. Thứ ba, Đặng Luân Đặng Luân bước chân vào Cbiz đã được nhiều năm, ngay từ những ngày đầu mới ra mắt, anh đã được đánh giá là một diễn viên có tài năng trong giới. Đặng Luân ghi điểm trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất của mình. Theo đó thì Đặng Luân sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân nhân, dòng tộc của nam diễn viên đều là những người có chức vị cao trong quân đội và ban đầu Đặng Luân cũng được gia đình hướng theo nghề nghiệp này. Tuy nhiên vì quá yêu nghiệp diễn nên Đặng Luân hết mình theo đuổi đam mê. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều phục vụ cho đất nước, Đặng Luân lúc nhỏ đều được ông nội chăm sóc. Được biết thì ông nội của Đặng Luân là một giáo sư đại học, vì thế nam diễn viên đã được rèn luyện đạo đức và tri thức rất tốt từ nhỏ. thứ tư triệu lộ tư triệu lộ tư được truyền thông hoa ngữ gọi là mỹ nữ xuyên không nhiều nhất màn ảnh nhỏ hoa ngữ vì trong khối gia tài phim ảnh của cô có đến phân nửa là phim xuyên không cô nổi lên nhờ vai nữ chính trong phim trần thiên thiên trong lời đồn Triệu Lộ Tư là con gái trong một gia đình giàu có, nhiều người cho rằng sự nghiệp thuận lợi của Triệu Lộ Tư có sự hậu thuẫn đáng kể của cha mẹ. Để biết gia đình cô nàng sở hữu khối tài sản khổng lồ, từ nhỏ Triệu Lộ Tư đã sống trong lâu đài. Trong sinh nhật 18 tuổi của cô, bố cô mời MC Đình Đám Hạ Cảnh đến dẫn chương trình. Có tin khác cho rằng cô nàng không bao giờ thiếu phim đóng bởi gia đình luôn sẵn sàng đầu tư tiền vào đoàn làm phim. Bố mẹ cô luôn ủng hộ con gái mình theo đuổi đam mê nghệ thuật. Thứ năm, Hoàng Tử Thao. Ngoài người anh em từng cùng nhóm Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao là một trong những ngôi sao 9X giàu có nổi tiếng trong showbiz hoa ngữ. Nam ca sĩ chính là người thừa kế khối tài sản kích xù lên đến 3 tỷ đô la Mỹ sau khi cha của anh qua đời. Cựu thành viên EXO đã từng chia sẻ lên mạng xã hội những bức ảnh chiếc phi cơ riêng vô cùng hoành tráng, nội thất bên trong tiện nghi và sang trọng. Theo SCMP, thì chiếc máy bay trị giá vài triệu đô la Mỹ và phải mất thêm 2,6 triệu đô trên một năm phí bảo dưỡng, bảo trì, phí neo đậu và lương cho nhân viên phục vụ hoàng tử thao cũng là một tín đồ của thời trang anh thường xuyên phủ sóng với những bộ cánh đến từ các thương hiệu đắt đỏ thứ sáu cảnh điềm theo một tờ báo uy tín của hồng kông cha của cảnh điềm là ông cảnh tuấn hải một người quyền cao chức trọng ông hiện đang đảm nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ tuyên truyền trung ương trung quốc không những thế thì cảnh điềm có quan hệ đặc biệt với đại gia giàu có bậc nhất trung quốc Vương Kiện lâm hiện đang là chủ tịch tập đoàn dalian wanda những bộ phim do Wanda đầu tư cảnh điểm luôn được giao vai nữ chính. Cho đến nay, cô nàng vẫn không nhận được sự đánh giá cao về diễn xuất, tuy nhiên cô dễ dàng có những vai diễn quan trọng trong các bộ phim đình đám như Sử thi người con gái, Chiến quốc, Thân phận đặc biệt, Câu chuyện cảnh sát. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.